Ôi, hôm nay đã là 23 tháng chạp rồi. Hôm nay là ngày ông công táo, mà mình lại không có một con cá chép nào. Trời đất ơi. À, mình có cách rồi. Hình như mình có một cái cần câu ở đây. Đây, và giờ mình sẽ ra sông thôi. Mình cần một con cá chép. Hôm nay là ngày 23 tháng chạp mà. Chắc chắn là nhiều người sẽ thả cá chép ra sông lắm. Và bây giờ mình chỉ việc ra sông và câu thôi, và biến cá chép của họ thành cá chép của mình. Nhưng mà liệu là khi mình câu bắt cá chép của họ thì ông công ông táo của họ không có vật gì cưỡi, liệu có rơi xuống đây không nhỉ? Two hours later. Yeah, rồi mình đã câu được một con cá. Một con thanh gì nhỉ? Game over.